Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Vsmart Active 3. Cái chiếc điện thoại này thì lúc đầu cái giá niêm yết của nhà sản xuất là 4 triệu rưỡi đến 5 triệu rưỡi thì thực sự là mức giá đó rất là cao với con chip Helio P60 trên cái chiếc điện thoại này. Và rất là nhiều bạn phản hồi lại là nếu mà Vin mà để mức giá đó thì sẽ chả ai mua cả. Đấy, nhưng mà rất may khi các bạn mua hàng tại Sellnet thì bây giờ sẽ chỉ còn mức giá là khoảng 3 triệu rưỡi thôi. 3 triệu rưỡi dành cho một sản phẩm mới của Vsmart như thế là mình thấy là cũng tương đối ổn với một sản phẩm có thiết kế khá đẹp, mặt đặc biệt là cái màu mặt lưng phía sau này mình đánh giá là rất là đẹp, có camera thò thụt, rồi là viền màn hình này, các bạn thấy không, với một sản phẩm 3 triệu rưỡi thôi, viền màn hình nó mỏng như thế này, đây, nó mỏng như thế này thì các bạn thấy là như thế nào, đấy, rồi là màn hình của nó cũng đã được cải tiến và đẹp hơn khá nhiều so với cả màn hình của Vsmart Live, hiệu năng thì chỉ là chip Helio P60 mà thôi, nhưng admin Kha ở bên mình đã có bài test game rồi, RAM 4 bộ trong 64 hoặc là RAM 6 bộ trong vẫn giữ là 64. Cá nhân mình sẽ ưu tiên mua RAM 4 hơn cho tiết kiệm tiền hơn. Lên RAM 6 mà không lên bộ trong thì mình sẽ ưu tiên mua RAM 4. Đấy. Tiếp theo đó là camera của nó cũng cải tiến hơn nhiều so với cả camera của Vsmart Live đấy nhá. Thời lượng pin thì cũng vẫn giữ nguyên là 4000 mAh và vẫn hỗ trợ sạc nhanh. Tất nhiên sạc nhanh hỗ trợ thì là 15W, nhưng mà phụ kiện đi kèm thì rất thoải mái luôn. Thậm chí là Vsmart còn cho cả phụ kiện đi kèm là 18W nữa. Kèm theo đó là có cả tai nghe chống rối dạng dây rủ thế này này vân. Và ngày hôm đó video mở hộp mình đã nói khá là chi tiết rồi, kể cả về cái lỗi camera thò thụt của nó rất là chậm, cũng như là nhận diện khuôn mặt nó không được nhạy, thì đấy chỉ là lỗi phần mềm thôi. Và sau này thì Vsmart cũng sẽ khắc phục và mình cũng đã ghim comment rồi. Đấy, nhưng mà đó là những đánh giá của mình và mình muốn có thêm những đánh giá khác để cho khách quan hơn. Khi các bạn đi mua sản phẩm ấy, thì mình khuyên các bạn là nên nghe nhiều review nói, cũng như là nên nghe nhiều người nói thì chúng ta đưa ra quyết định lựa chọn mua nó sẽ chính xác. Bởi vì là có thể trong một cái video mình nói mình không thể nói hết ý được, có thể là có ý mình quên mất mình không nói vào, thì bây giờ admin Khải với mình sẽ làm nhiệm vụ là một người review nữa để đánh giá chi tiết về chiếc điện thoại này sau một khoảng thời gian vài ngày bạn đã sử dụng rất là chăm chỉ chiếc điện thoại này đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với bài đánh giá chi tiết chiếc Vsmart Active 3 qua phần trình bày của admin Kha đó, và tất cả những thông tin về sản phẩm này các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của Sellnet nhé. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá chi tiết của mình với cái chiếc Vsmart Active 3 này đây, sau khoảng hơn 4 ngày trải nghiệm. Về cơ bản thì với cái chiếc Active 3 này nó có một cái thiết kế mà mình thấy rằng là độ hoàn thiện của nó cũng rất là cao. Tuy nhiên thì nó sẽ có một điểm mà mình hơi lấn cấn ở chỗ này, tức là cái chỗ mà cái phần khớp nối của phần camera selfie pop-up đây thì nó thật sự là nó không có liền mạch các bạn nhé. Khi vuốt qua thì nó sẽ có một cái điểm G chỗ này. Ở đây thì rõ ràng với cái phân khúc giá mà khoảng 3 triệu rưỡi sau khi đã trừ qua như vậy thì mình cũng không thể nào đòi hỏi cao hơn được. Nhưng mà đây là một điều mà các bạn cần phải chú ý này, để tránh mà khi các bạn mua thì các bạn sẽ thấy rằng là giá như là hồi mà mình biết là cái này nó không có được liền mạch đấy thì mình đã không mua rồi đó. Nhưng mua về thì mới phát hiện ra thì nó sẽ hơi tiếc. Còn về trải nghiệm cầm nắm với cái chiếc Vsmart Active 3 này ấy, thì mình đánh giá rằng là nó cho mình một cái cảm giác cầm rất là đầm tay và cực kỳ là thoải mái luôn. Cái phần thiết kế khuôn viền kim loại đây cũng như là mặt sau thì nó được làm bo cong rất là liền mạch ở đây. Tất nhiên nó sẽ hơi nhô nhị ra, nhưng mà khi mà quá trình mình cầm ấy mình sẽ không cảm thấy cấn và cực kỳ thoải mái luôn. Kích thước 6.38 inch của nó thì cũng thật sự rằng là rất là vừa phải, không có gì gọi là quá khổ ở đây cả. Mặt sau thì nó có một cái màu sắc với cái phần mặt lưng nhựa ở đây, thì màu Guardian dạng màu xanh lá cây và hiển thị thêm là cái 7 ánh sắc cầu vồng nữa, rất là đẹp. Tuy nhiên thì với cái mặt nhựa này và kể cả mặt kính cũng thế thì nó luôn luôn sẽ bám dấu mồ hôi và vân tay khá là nhiều. Và cái điểm mà nó đính cái logo Vsmart của dòng chữ này thì rất là hợp lý và chính xác, cho mình một cái mặt lưng nó rất là sạch sẽ đó. Về cơ bản thì nó không có quá nhiều chi tiết. Mặt trước thì nó là dạng màn hình tràn viền rồi, không có khuyết tật, không có giọt nước, không có tai thỏ, cho nên là nhìn ấy phân viền tuy là nó sẽ dày hơn so với những chiếc máy mà thuộc cái phân khúc giá từ 6 đến 7 triệu đồng. Tuy nhiên thì rõ ràng đây là một chiếc máy chính hãng đến từ Vsmart, một hãng đến từ Việt Nam, và nó còn là một hãng rất mới nữa. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì mức giá của nó chỉ khoảng là 3 triệu rưỡi thôi, thì chúng ta không thể nào yêu cầu một cái phần viền nó mỏng hơn được. Ở đây thì mình sẽ show cho bạn xem phần viền như thế này mình hoàn toàn chấp nhận được trên một cái sản phẩm mà giá rẻ như thế này, chứ không phải là tầm trung nữa các bạn à. Còn về trải nghiệm hiển thị thì đối với cái màn hình trên cái chiếc Vsmart Active 3 này, nó sẽ có kích thước cho chúng ta là 6.38 inch, cùng với đó là độ phân giải Full HD cộng. Mật độ điểm ảnh nó cho ra thì thật sự là luôn luôn trên 400 ppi rồi, cho nên là nó rất là sắc nét. Mình đã trải nghiệm xem phim trên con này thì nó cho mình một cảm giác hoàn toàn rất là hài lòng, không có gì để chê cả. Màu sắc của con này thì rõ ràng nếu mà trong cái phân khúc chính hãng và cũng như là sắp xỉ khoảng 3 triệu rưỡi, tính luôn cả máy sách tay luôn các bạn nhé, thì nó sẽ là một trong những chiếc máy mà cho mình một cái trải nghiệm hiển thị mà tốt nhất trong cái phân khúc giá này. Cái thứ hai là tuy nó sử dụng cái màn hình Super AMOLED, tuy nhiên thì nó sẽ không có cho chúng ta đó chính là cái cảm biến vân tay được đặt phía bên trong màn hình. Rõ ràng thì trên Vsmart Live
có rất là nhiều người họ phản hồi rằng là cái cảm biến vân tay trên màn hình của cái con Vizma Lim nó thật sự là không nhạy, cũng như là độ chính xác nó không cao. Cho nên là họ quyết định, họ đã lắng nghe người dùng. Đây là mình thấy rằng là mình đánh giá rất cao cái việc mà Vizma họ lắng nghe người dùng. Họ đã dịch chuyển cái phần camera sang phía mặt sau. Thì với cái camera mà dạng đặt sau mặt lưng như thế này thì nó sẽ cho chúng ta một cái tốc độ cũng như là độ chính xác nó cao hơn, nó nhạy hơn. Đó, ấn phát là ngay luôn. Nói chung là chúng ta ấn phát là mở ngay luôn. Thì về cơ bản trải nghiệm hiển thị trên con này thì mình gần như không có gì để chê rồi. Đối với màn AMOLED trên cái chiếc Vizma Active 3 này thì rõ ràng nó cân bằng màu sắc tốt, cùng với đó thì nó có một cái độ sáng rất cao nữa. Ở đây thì hiện tại đang có hai cái đèn Kino chiếu thẳng trực tiếp vào cái màn hình điện thoại của chiếc Vizma Active 3 này, nhưng mình vẫn có thể nhìn hoàn toàn rõ ràng, không có một chi tiết nào nó bị phản ánh hay là chiếu lên về cái phần hình ảnh bóng đèn của cái đèn Kino cả. Đó, nhìn cực kỳ là gọi là màu sắc nó hiển thị lên là cực kỳ là sắc nét luôn ấy. Rồi thì còn về phần mềm, chiếc Vizma Active 3 này nó sẽ chạy cho chúng ta đó chính là cái phiên bản VOS 2.5. Thì đối với 2.5 trên cái chiếc Vizma Active 3 nó cũng hoàn toàn giống tương tự như là trên Vizma Lim, nó không có gì khác nhau cả. Nó cũng sẽ có những cái tính năng, ví dụ như mình thấy khá hay nè, đó chính là cái cử chỉ mà úp điện thoại để tắt chuông này. Một số các bạn bảo rằng là nó sử dụng cái cảm biến tiệm cận, tuy nhiên là không phải đâu các bạn nhé. Khi mà mình úp lại như thế này, mình không có cái phần cảm biến tiệm cận, tức là cái cảm biến tiệm cận này nó không có bị chia lại thì hoàn toàn cuộc gọi nó vẫn bị tắt bình thường các bạn nhé. Thì đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là rõ ràng đây là một cái phiên bản tùy biến mà mình thấy là gần như nó thuần Android, nó cũng không có gì đặc biệt nhiều cả. Điều mà mình cần Vizma họ cải tiến ngay bây giờ đó chính là cải thiện lại về cái hệ thống giao diện icon. Đó, giao diện hệ thống icon thì như thế này mình đánh giá rằng là nó thật sự là không có hiện đại và nhìn nó đúng là nó sẽ có một cái nét riêng. Thật sự nhìn cái phần cái giao diện này nó có một cái nét rất riêng. Tuy nhiên thì để mà cho nó hiện đại cũng như là đẹp hơn thì bắt buộc là những nhà thiết kế đến từ Vizma họ bắt đầu phải đầu tư chắc xám vào hơn. Chứ về cơ bản thì mình thấy là cái bộ giao diện này nó khá là đơn giản, và đơn giản nhưng mà không hiện đại cho lắm. Còn về phần cấu hình thì đây là một cái vấn đề mà rất là nhiều người đang tranh cãi về việc đó chính là nó được trang bị con chip Helio B60 chứ không phải là một con chip Snapdragon. Thì đối với con chip Helio B60 này nó là một sự cải lùi so với dòng Leaf, kể cả là Active 1 luôn. Đó, với chiếc Snapdragon 660 thì chúng ta có một cái điểm số AnTuTu nó cao hơn. Đó, cùng với đó là nó cho một trải nghiệm chắc chắn là nó sẽ nổi bật hơn so với cái chiếc Vizma Active 3 này rồi. Điểm đáng nói ở đây thì con Helio B60 nó vẫn làm tốt được cái vai trò của nó là cho chúng ta trải nghiệm những tựa game, ví dụ như là PUBG Mobile cũng như là Liên Quân Mobile. Đối với tựa game PUBG Mobile thì mình không đánh giá cao lắm, tuy nhiên thì đối với tựa game Liên Quân Mobile thì nó cho mình một cái trải nghiệm rất là mượt mà và hoàn toàn hài lòng với cái mức cấu hình này. Đó, và điều đáng để tranh cãi ở đây đó chính là đây là một cái đời tiếp theo, cái đời kế nhiệm Vizma Active 1 cũng như là Vizma Lim. Tuy nhiên thì nó lại có một mức cấu hình thụt lùi. Rõ ràng thì với cái mức giá khởi điểm ban đầu của nó là 4,5 triệu sau khi đã trừ quà còn 3,5 triệu, đây hoàn toàn mình có thể chấp nhận được so với những cái chiếc Active 1 đời đầu nó ra lên đến khoảng 6 triệu cơ. Thì về cơ bản cái điều mà gây tranh cãi ở đây nó là đời kế nhiệm, tuy nhiên thì nó lại được trang bị một con chip mà có vẻ như là sụt lùi thôi so với cái thế hệ đời tiền nhiệm. Cho nên là đây là điều mà đáng để chúng ta tranh cãi này, chỉ trích này. Và cái việc mà họ chọn cái con chip Helio B60 đến từ MediaTek thì mình nghĩ rằng là nó cũng sẽ có một cái lý do gì đó. Đầu tiên thì con này nó đã có một cái thiết kế tràn viền này. Cái thứ hai đó chính là nó có thêm cái dạng camera pop-up như vậy, cho nên bắt buộc họ phải cắt giảm cái phần cấu hình xuống để nó cho ra một cái tổng thể thì nó hài hòa hơn. Chứ còn về đối với những người am hiểu công nghệ như mình thì chúng ta thấy rõ ràng đây là một con chip mà cải lùi so với lại là con chip Snapdragon 660 trên cái đời Active 1 cũng như là Vizma Leaf, đúng không nào? Về cấu hình thì ok, mình đánh giá là trong cái tầm giá này đối với người dùng phổ thông thì họ vẫn có thể quyết định mua con này được. Và trong quá trình mình trải nghiệm nha, đôi khi thì nó xảy ra hiện tượng khực lát, tuy nhiên thì hiện tượng quá nhiệt thì nó lại không xảy ra như là trên cái con Snapdragon 660 của chiếc Active 1. Đó, đây là điều mà mình thấy rằng là có vẻ như là đối với những người dùng phổ thông thì họ chỉ quan trọng là những cái trải nghiệm ổn định mượt mà trong một khoảng thời gian dài thôi. Chứ còn đối với chip Snapdragon 660 ở thời điểm hiện tại thì nó bị lỗi quá nhiệt. Đó, mặc dù chúng ta chỉ sử dụng để lướt Facebook hay là những cái tác vụ nhẹ nhàng thôi, tuy nhiên thì nó cũng cho ra một mức nhiệt độ khá cao so với lại cái dòng chip Helio B60 đến từ MediaTek này. Còn về phần camera thì sao? Ở đây thì mình chụp rất nhiều bức ảnh với nhiều cái chế độ khác nhau. Về cơ bản ấy thì con này nó sẽ cho mình một cái trải nghiệm camera mình đánh giá rằng là ok, trong tầm giá này thì mình cũng gần như không gì để chê rồi. Với cái camera có độ phân giải lên đến 48 megapixel thì rõ ràng trong điều kiện bình thường đầy đủ sáng thì nó cho ra một bức ảnh cực kỳ chi tiết. Ở đây khi zoom lên thì các bạn sẽ thấy này, cái tấm biển cơm văn phòng đằng xa thì khi zoom lên vẫn có thể
thấy rõ được. Và cái dòng chữ giá chỉ từ 30k đó, ngon, sạch, đảm bảo. Ở đây thì rõ ràng là với chất lượng chi tiết như thế này, trong điều kiện đầy đủ sáng thì mình không có gì để chê rồi. Tuy nhiên thì khi mà bật thêm chế độ HDR thì mình thấy rằng là cái cách xử lý của nó hoàn toàn là không hiệu quả và không có tác dụng gì cả. So sánh cả hai bức ảnh chụp thường cũng như là bật tính năng HDR thì không có gì khác nhau. Đó, đây là một điều mà chúng ta đã thấy bắt đầu lộ rõ đây là một chiếc điện thoại phân thuộc phân khúc giá rẻ rồi. Còn đối với cái phần camera góc rộng thì con này có một cái góc mình đánh giá rằng là nó siêu rộng luôn. Các bạn sẽ thấy ở đây này, đối với bức ảnh bình thường thì chúng ta không thể nào thấy tấm biển hoa trà và cái dòng chữ Nhật Bản rồi. Nhưng mà khi chuyển sang chế độ chụp ảnh góc rộng thì chúng ta sẽ thấy luôn cái dòng chữ và cái tấm biển nhà hàng hoa trà ở đây, Tsubaki đây. Đó, con này góc siêu rộng luôn. Và cũng chính vì góc siêu rộng như thế cho nên là thành ra cái phần hình ảnh nó sẽ hơi bị méo so với thực tế. Nhìn thì nói chung là nó sẽ hơi dạng hơi nghệ, giống như là một cái dạng camera hành trình là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chất lượng chi tiết cho ra thì khi mà mình zoom lên ở cái tấm biển Beta Cineplex ở đây thì mình vẫn thấy là cái dòng chữ là giá tốt nhất này, thị trường này, rạp chiếu phim này đó, và chỉ từ 45k đó, zoom lên hết cỡ luôn này. Thì rõ ràng chất lượng chi tiết trên cái camera góc rộng của chiếc Vsmart Arctic 3 này cũng rất là tốt, mình không có gì để chê cả trong điều kiện đầy đủ sáng. Còn đối với camera zoom thì mình thấy rằng là ok, chi tiết nó cũng ở mức tạm được trong điều kiện đầy đủ sáng như thế này. So sánh hai bức ảnh thì mình thấy rằng là wow, nó cũng không có bị chênh lệch về cái phần màu sắc quá nhiều đó. Màu sắc của con này về cơ bản thì nó sẽ theo cái hướng trung thực và rất là sát với thực tế. Nhìn thì cũng có vẻ là thích ngay từ ban đầu luôn, chúng ta cũng không cần chỉnh sửa gì nhiều cả đó. Còn về phần chụp chế độ chụp ban đêm thì chế độ chụp ban đêm như mình đã nói thì đây là một chiếc điện thoại thuộc phân khúc giá rẻ cho nên là về cơ bản cái chế độ ban đêm của nó cũng chỉ để cho có thôi, chứ nó thật sự làm không hiệu quả cho lắm. Ở đây thì mình đã thấy rằng là Vsmart họ cũng đã cố gắng trong việc là tối ưu về cái phần mềm camera trên cái chiếc Vsmart Arctic 3 này. Rõ ràng thì khi mà so sánh hai bức ảnh bật chế độ chụp đêm cũng như là không bật thì bức ảnh chụp đêm hôm nay nó có vẻ là nó kéo sáng lại được. Tuy nhiên thì phần này mình đánh giá rằng là nó vẫn bị cháy sáng ở cái tấm biển điện tử điện sáng ở đây đó. Tuy nhiên thì tổng thể bức ảnh chi tiết cho ra cũng như màu sắc thì mình đánh giá là ok, có vẻ là sáng cũng như là chi tiết nó nổi hơn so với cái bức ảnh mà không bật cái tính năng chụp đêm này. Còn bây giờ thì mình sẽ chiếu lên cho các bạn là một cái video mà mình quay bằng camera selfie cũng như là camera sau để test cái khả năng quay video cũng như là thu âm đến từ cái con Vsmart Arctic 3 này. Và bây giờ thì mình đang quay video bằng camera selfie để test cái phần camera luôn cũng như là cái phần thu âm trên cái chiếc Vsmart Arctic 3 này. Nhìn trên màn hình live view thì mình thấy là chất lượng video cho ra rất là đẹp, màu sắc da tươi tắn. Nhưng mà khi mà đã quay xong rồi, kết thúc video thì khi xem lại thì nó nhìn nó có vẻ là video đó được đẩy cái độ tương phản lên hơi cao. Thành ra thì khi nhìn nó sẽ không thật và cũng như là nó hơi bị nhức mắt một tí với trong cái điều kiện mà có ánh sáng như thế này. Đó, đằng sau của mình thì mọi người đang hoạt động rất là nhiều và phát ra những cái tiếng động cũng khá lớn đó. Thì ở đây các bạn cũng có thể đánh giá được cái phần lọc tạp âm của chiếc micro trên chiếc điện thoại Vsmart Arctic 3 này. Và ngoài ra thì theo như mình thấy là cái chiếc camera trên chiếc điện thoại Vsmart Arctic 3 này thì nó không có chống rung các bạn nhé. Đây là mình đang cố gắng giữ bằng hai tay rồi đây. Cuối cùng thì về thời gian sử dụng pin của con này thì mình đánh giá nè, với viên pin có dung lượng là 4020mAh thì nó cho mình một cái trải nghiệm hoàn toàn cực kỳ thoải mái với những tác vụ từ nhẹ đến nặng. Tuy nhiên thì con này nó chính vì nó có cho chúng ta đó là tính năng on-wheel display như thế này cho nên là cái thời gian chờ của nó thì thật sự không ấn tượng cho lắm. Đó, đối với những cái tác vụ mà bình thường ví dụ như là chơi game hay sử dụng Facebook, YouTube cũng như là đọc báo, đọc kịch bản của mình thì rõ ràng hỗn hợp trong vòng 1.5 ngày là một điều cực kỳ là thoải mái với cái chiếc Vsmart Arctic 3 như thế này. Thì các bạn cứ thử nghĩ đi, với những đối tượng là nhân viên văn phòng thì rõ ràng họ có thể sử dụng cái chiếc máy này thoải mái từ 1.5 ngày đến 2 ngày đó. Còn đối với những bạn nào mua về để chơi game ấy thì rõ ràng với phân khúc giá 3.5 triệu thì con này cũng là một điểm mà để đáng để các bạn có thể lưu ý đến. Tuy nhiên thì mình khuyên thật với các bạn mà đang có ý định mua con này về để chơi game ấy thì nên chọn những cái con máy khác, tại vì con máy này nó hướng đến những cái trải nghiệm nó tối ưu cũng như là nó cân bằng hơn so với trong cái phân khúc giá rẻ như thế này đó. Về trải nghiệm cân bằng, con này nó cho ra một trải nghiệm cực kỳ tốt. Tuy nhiên để thiên hướng về một cái phần nào đó, ví dụ như là camera hoặc là game, thì con này hoàn toàn nó là một cái gì đó rất là bình thường chứ nó không thật sự là nổi bật đó. Tổng thể thì con này nó cho mình là một cái thiết kế hiện đại với màn hình tràn viền và camera pop up ở đây
Cùng với đó là màn hình hiển thị đẹp, sắc nét trong phân khúc giá, cấu hình thì vừa đủ dùng. Cũng nói chung là có vẻ mà đánh giá là mượt mà trong cái phân khúc giá 3,5 triệu này. Cùng với đó thì thời gian sử dụng pin rất ấn tượng và camera chất lượng chi tiết cũng như màu sắc cho ra rất là tuyệt vời trong cái phân khúc giá mà nó đứng. Điều mà lấn cấn ở đây thì mình nghĩ rằng là đó chính là về phần mềm của Vsmart Active 3 này. Và rõ ràng là trên toàn bộ cái series các cái dòng máy đến từ Vsmart luôn, họ nên cải thiện về cái phần phiên bản VOS tiền biến của họ để cho ngày càng nó tốt hơn, nó hiện đại hơn với cái người dùng. Rồi, đơn giản như vậy thôi. Các bạn nghĩ sao về chiếc Vsmart Active 3 này? Xin hãy để lại ý kiến mình dưới phần bình luận của video nhé. Xin chào và tạm biệt.